30 ạ. Chất nào là axit? À, chất nào là axit thì cái này dễ lắm, đúng không? Thì mình có là Na cộng, đấy là chất trung tính rồi, vứt đi, đúng không? À, NH3 đứa nào nhìn cũng biết nó là bazơ, đúng không ạ? HPO32 cộng này nó là trung tính, đúng không? Tại vì ở đây chúng ta có một cái trường hợp đặc biệt. Đây đây đây. Trong phần muối ạ, trong phần muối trong cái bài giảng của thầy thì thầy có cho ông ta ghi đây trường hợp đặc biệt Na2HPO3 là muối trung hòa, bởi vì cái ion HPO3 này không điện ly ra ion H cộng nhá, nên là HPO32 trừ này nó sẽ có tính là tính trung tính, được không ạ? Nên anh này là trung tính chứ không phải là axit. Vậy ở đây chúng ta chỉ còn cái bọn axit này thôi, HCl và HF4 trừ à, nhìn nó là axit rồi và nó là axit mạnh. NH4 cộng cũng axit nữa, đáp án đúng là đáp án B. Câu 31 dãy chất nào sau đây là lưỡng tinh? Câu 31 đấy, vì muốn làm giỏi cái phần này chúng ta phải nhớ lý thuyết nhỉ. Chất nào sau đây là chất lưỡng tinh thì không phải là nhìn vào một phát là mình biết được, mà mình nên làm theo kiểu loại trừ. Mình vừa làm ở bên trên thì mình biết là HF4 trừ này là tính axit. Thằng này là tính axit mạnh nhé. HSO4 trừ nó chỉ có điện ly một chiều để tạo thành H cộng cộng SO42 trừ được cả nhà. Đấy chưa? Thằng AlOOH3 lần thì ai biết nó là hydroxit lượng tính. Đây, một trong năm anh hydroxit lượng tính. Đúng không? Đấy chưa? Tiếp tục này, bây giờ mình phải đi loại bỏ từng thằng một. Thằng CO2 thì chắc chắn nó chỉ có tính axit thôi chứ làm gì có tính lượng tính. Đúng không? Đúng không ạ? CuO thì nó chỉ có tính bazơ thôi, làm gì có tính lượng tính. Vậy tính lượng tính ở đây mình có này, AlOH3 lần, HCO3 trừ và H2O. Đúng không? HCO3 trừ thì nó nằm ở trong này. Đây bọn lượng tính đây. Có HCO3 trừ, cả nhà nhìn nó chưa? Đấy, còn nước thì rõ ràng rồi. Nước vừa có khả năng nhường proton H cộng và vừa có khả năng nhận proton H cộng. Nhá. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D ạ. Thế câu 32 ạ. Câu 32 thì chọn đáp án gì ạ? 32 thì ở đây đề bài bảo của chúng ta thế này, là các chất và ion nào có thể đóng vai trò là bazơ. Trong câu 32 ạ, các chất và ion nào có thể đóng vai trò là bazơ. Đóng vai trò là bazơ. Nhá, thì Na cộng mình biết nó là trung tính. Đúng không? Tại sao ạ? Tại vì nó là kationch kim loại mạnh nhá. Cứ kationch kim loại mạnh thì nó là chất trung tính. Được không ạ? Thì lý do ở đây Na cộng là kationch kim loại mạnh thì bỏ. Tiếp tục ạ, đóng vai trò bazơ cơ mà. HSO4 trừ là axit chuẩn rồi. Không thể đóng vai trò bao giờ được, bỏ tiếp. NH4 cộng cũng là axit chuẩn rồi, bỏ tiếp. Vậy thì đáp án đúng chúng ta nó chỉ còn có thể là đáp án C. Ok nhá. Câu 33. Các chất và ion nào có thể đóng vai trò là axit? Thế thì loại bỏ đi những cái thằng mà chắc chắn 100% là bazơ. Mình nhìn NH3 là bazơ thì không thể nào mà đóng vai trò là axit được nên bỏ. Tương tự như vậy FeOH3 lần là bazơ rồi, cũng bỏ tiếp. Đúng không ạ? Có thể đóng vai trò là axit mà. Tương tự mình nhìn này CH3COO trừ làm gì có hydro, làm sao mà nhường được hydro. Vậy thì thằng này cũng không thể đóng vai trò là axit được, vì vậy nên là bỏ tiếp. Vậy có thể đóng vai trò axit thì chắc chắn nó là axit chuẩn như HS4 trừ, NH4 cộng và HNO3. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 34. Câu 34. Trong các chất sau, trong các chất sau, chất nào là chất lưỡng tính? Trong các chất sau, chất nào là chất lưỡng tính? Mình nhìn nhá, để nó là một chất lưỡng tính nhá, để nó là một chất lưỡng tính thì khi và chỉ khi nhá, để nó là một chất lưỡng tính thì khi và chỉ khi nó một hoặc là một trong năm thằng hydroxit lưỡng tính, ví dụ ZnOH2 lần là chất lưỡng tính rồi, đúng chưa? Hoặc là nó có chứa ion lưỡng tính như ion HCO3 trừ, mình nhìn thấy không ạ? Ion HCO3 trừ. Vậy để HCO3 trừ ZnOH2 lần. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C, NaHCO3, do nó chứa ion HCO3 trừ và ZnOH2 lần nó là hydroxit lượng tính. Đây, bọn hydroxit lượng tính rất hay hỏi. Đây, ZnOH2 lần lượng tính nhá. Được chưa? HCO3 trừ cũng lượng tính nhá. Đấy, vậy là mình chọn được luôn là đáp án đúng là đáp án C. Ok men.